Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của Trần Văn Thanh Tính ha. Trần Văn Thanh Tính có địa chỉ ấp 4, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thì một xe bò mới luôn anh chị, nhưng mà cũng giao cho khách ở An Giang với Đồng Tháp với Vĩnh Long khá là nhiều ha. Thì buổi chiều hôm nay em lên cho anh chị 4 con bò đực mới chen rồi ha. Còn một con bò cái dòng cơ bóc anh em ha. Rồi đầu tiên là chúng ta vô ngay con này được F2 ha, tướng tá rất là lực, mặt vuông ha, mỏ cục khá là đẹp, con này thì chuẩn chỉnh rồi, chiều cao của nó là 1m 203 gì đó, con này độ tuổi là 6 tháng anh chị ạ, khá là đẹp, bò này đẹp lắm, phải nói là chuẩn lắm, con này tuyệt vời rồi anh chị ơi, con này thì giá vừa nha, lưng ha, lưng khá là đẹp, lưng vuông đầu bự anh em ạ. Quá đẹp, hàng mới về luôn anh em, hàng mới về luôn ha, khá là đẹp nha, chân móng thì là chuẩn, không có một chút chày luôn ha, con này khá là hay, chân và móng nó khá là đẹp, không có chày, không có gì luôn ha, và bên đó bốn bên gối nó rất là tuyệt, đấy, bà con anh chị xem đi ha, lưng, với lại cái cần của con bò, này. Cái cần nó khá là dày ha. Cần đuôi to ha. Những con này chúng ta nuôi nữa nó không rớt tầm khoảng 40 đâu. Nhưng mà tính thì rồi, không rớt 40 đâu anh chị. Con này khá đẹp. Rồi, nhanh lẹ cho anh chị, con này có giá là 16.500.000 ha. Anh chị cần thì gọi cho em ha. Số điện thoại sẽ để trên màn hình 0901212338 0389047788. Số điện thoại của Tài Bò Thanh Tịnh ha. Con này thì chuẩn rồi anh chị ơi, khá là đẹp ha. Anh chị em mình gặp con này ok ha, đồng tiền vừa ha. Đòn dài, vai hở, vai trước vai sau á, mông trước sau cực kỳ đẹp, chỗ này là có rãnh nước luôn nè, ok, cần thì đẹp, mặt vuông, đầu bự, tướng tá bự, cạnh đuôi bự, móng này rất đẹp, con này khá đẹp, khá đẹp, 16.500.000 nha anh chị, khá là đẹp, con này thì mới về, em cũng chưa có tắm rửa cũng chưa. Phải gọi là chưa có chạy chút gì, bất cứ một cái thứ gì đó. Con hàng mới về nha. Rồi, con số 2. Con số 3 là hai con này là khá là to. Chiều cao của nó là 1m1 ha. Và nó có độ tuổi là 7 tháng. Một con đó thì là đầu không sừng. Con này có sừng hàng ở đây thôi. Rồi, hai con này là chiều cao nó là 1m1 cứng nha anh chị. Và cái độ tuổi nó là 7 tháng rồi ha, cứng bò rồi ha. Rồi, con này để em kiểm tra kỹ. Hai con này không sừng luôn ha. Giờ F2 ha, con này thì xương to ha. Tướng tá rất lực anh em ơi. Khá là đẹp. Bò khá to, cặp này khá to luôn anh chị. Cặp này có thể hơn 1m1. Lực lắm. Anh chị coi tướng này. Ha. Về chân rất đẹp. Chân rất to ha. Đây. Cấp gà bò bự chúng ta kiếm khó lắm. Bò dạng như hút hút lứa xíu. Khó lắm. Đúng thì thôi. Chuẩn. Con này thì đâu không sừng ha. Không sừng. Sừng cũng quan trọng đó. Dòng móng đẹp cực kỳ. Khi có những người thì những anh lái mà thịt đó thì tao lại tao mua tao nói là chi không sừng kiếm chuyện đi chia thôi đó. Con này thì từ vay trước vay sau nói chung là dạng hậu khá là ok, khá là chuẩn, con này khá là lớn con nha, cái xương rất đẹp, cặp giò của nó là thôi chuẩn, tướng tá bò này nó lớn con dữ lắm. Đây một lưng đây, dần cần thì thôi bỏ bàn, con bò của em á thì bỏ bàn, anh em bỏ bàn dần cần tướng rất lực này, con nào con ấy nè, cần khá là đẹp đó, cực kỳ luôn ha. Con này thì lớn hơn cái con ở ngoài tầm khoảng 1.5 nha, lực ghê không. Rồi tiếp theo, một em tiếp theo là một em này là dòng 3B kem, con này 3B kem nha anh chị. Con này thì nói chung là nó phá độ rồi, dần lưng như trước nữa gì coi nè, ghê lắm, bò này ghê lắm, dòng vai chỗ này nó hở cực kỳ, hở luôn, hở cả gan luôn anh chị. Mặt thì khá là đẹp, mặt cục mỏ bự, con này khỏi chế gì chứ tướng này nha. Đây ngóc lên cho anh chị xem, con này thì đẹp, chân cẳng đây đó,
đây mong mông sao đây. Nói chung là con bò nó vuông chứ nó đẹp dữ lắm, bò này khá đẹp, di dê quá là di dê luôn, bạn hở cực kỳ hở luôn anh chị. Nói chung là mới về cho nên là em không có tắm bất cứ một thứ gì được, chỉ là xịt chân cho nó sạch thôi. À, con này thì nói chung là có một điều như thế này anh chị ơi, là lúc nhỏ nó bị viêm da nó cục nhưng mà nó hết rồi. Thì hiện tại thì mấy cái lỗ tai của nó công nhận viêm da nó ghê ha, nó hơi nè hơi muốn đứt cái lỗ tai luôn nè, hơi đớm đớm này anh chị này. Đó, thì cái này em quay kỹ cho anh chị ha, cái này nó đang ra lông nó này thì nó bít hết rồi, tại vì sao rồi nó cũng bít hết rồi anh chị, lúc nhỏ cho nó bị quá này ha, hết rồi sạch hết rồi, chỉ có còn hai cái lỗ tai nó lại tẹo xíu, với lại chân nó cũng còn tẹo tí và hết luôn anh chị, nó đang ra lông luôn ha. Nói chung là ok đó, nhưng mà con này nó hay ở chỗ là nó một có một đạn à. Những con này thì nó rất là pin và nó rất là lực, những con mà một đạn nó khá là chuẩn. Nói chung mấy con một đạn là anh em có biết xài rồi đó. Em mà đi kiếm một gặp một đạn là bây giờ mua mắc hơn 1 triệu em cũng được. Tại vì nói chung là những con này nó lực lắm anh em, để ý những con một đạn là nó lực ghê lắm. Đây chuẩn nha, viêm da này thì hết lâu lắm rồi anh chị đừng sợ nha. Khi mà nó đã bị qua rồi thì nó sẽ có đề kháng rồi, đừng sợ ha. Hết rồi, nói chung là nó sạch hết rồi đó. Nói chung là nó còn tầm khoảng 5%, 5 trên 100%, khá là lực cặp này luôn anh chị ơi, lớn bò ha, cứ luôn là vậy, khá là đẹp. Anh chị em có nhu cầu thì cái nhắc máy alo gọi nha. Cặp này không biết giá nữa, như đó là 3 mấy triệu đó anh chị. Nhưng mà cặp này khá lực, cũng rẻ chứ không mắc anh chị ơi. Rồi ok. Số 4 là một con bò kem F2. Con này thì chiều cao nó là 1m1 và độ tuổi là 7 tháng. Rồi ăn uống là bao ok chắc sữa rồi. Con này thì có mệnh giá là 16 triệu 500 ngàn anh chị. Đó. F2 luôn ha anh chị, ăn uống rất tốt, mệnh giá là 16 triệu 500 ngàn đấy. Rồi cuối cùng em bò đích trái bí, dòng này dòng Subi dòng F2 ha. Quá trời con bò, con cái ha anh chị, người cả trăm rồi đó anh chị ạ. Bò đang bò cái anh chị, bò được bò đang bò được là nó ginh tăng ginh mất đất. Ghi hồn bò cái quá đẹp anh chị, khủng khiếp anh. Quá tận. Rồi ok, em sẽ quay lại một lần nữa cho anh chị nha. Đây, cặp giò của mấy bò này dữ lắm. Cứng cá lực, bò này quá cần, bò này độ luôn. Đó, còn... cặp bò này độc lắm. Còn chứ anh chị có nhu cầu thì nhắc máy alo gọi giùm em hết. Cặp bò này em không biết giá, chỉ có 3 mấy triệu thôi anh chị. Là 16 triệu 500 ngàn đòi ha, khá là đẹp nha. Rồi thôi em xin chào và xin hẹn video sau. Xin cảm ơn quý anh chị.